Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Nail Alliance, chất lượng hàng đầu cả hai lĩnh vực Jealous Gel, Socop và sơn nước Morgan Taylor. Hustler Casino, Los Angeles. Mỗi thứ hai hàng tuần, chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony từ FMG để gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến đời sống túi tiền của quý vị. Gửi lời chào anh Anthony. Mình chào anh, kính chào quý vị. Tuần lễ này anh đưa đề tài gì đây? Thì cái hồi tuần rồi thì anh cũng nhắc nhở mình nên lâu lâu mình đề cập với lại insurance. Tại vì FMG cũng có đứng làm trung gian phải không anh? Dạ vâng, thì đề tài hôm nay thì cũng mình đã có nói qua một lần rồi, nhưng mà cái đề tài này, cái bảo hiểm này đó là có cái nhu cầu gần đây rất là nhiều. Đó là? Chăm sóc dài hạn, tức là long term care, chăm sóc dài hạn, đúng. Mình gọi là extended care. Extended care nữa. Yeah, that's the same thing. Khi mà anh nhắc nhở đến long term care đó thì anh sẽ cũng như là associate with the nursing home. Đúng rồi. Phải không? Mà thật sự là phần đông chúng ta là không có muốn đi nursing home. Đúng. Chỉ muốn là ở nhà hoặc là chỉ muốn là người thân mà chăm sóc cho mình thôi. Dạ. Yeah. Đó thì cái mà concern là mình nên nghĩ, tại vì sao chăm sóc dài hạn bây giờ đó là sẽ có thể xảy ra rất là nhiều. Đúng. Yeah. Cái percentage là cái anh individual, tức là anh là độc thân hoặc là anh quá phụ hoặc là anh separated or divorced. 70% chance là anh sẽ cần chăm sóc dài hạn. 70% vậy nè. Dạ. Mà đúng rồi. Bởi vì không có vợ sống già với mình. Con số tới mới là thấy rất nhiều. Một trong hai vợ chồng, cái cặp vợ chồng, một trong hai người 91% là phải cần long term care, tức là mình hoặc là Song Linh mình most likely là Anthony là phải cần LTC. I mean là long term care. Tóc anh bắt đầu bạc nhiều. anh vẫn chưa đi nhuộm, có nghĩa là anh và thật sự là chỉ có 10% là đã có những cái kế plan, kế hoạch. Dạ. Vâng. Dạ. 10% đó là phải có tiền anh mới làm được phải không? Well, thật sự nhiều cái lý do mà chúng ta không có nghĩ tới bảo hiểm chăm sóc là như nào. Mình cứ associate là long term care là nursing home, mà mình không thích nursing home. Nên I don't want to buy nursing home insurance. Đúng. Hoặc là đắt quá. Uh-huh. Mình can not afford it. Hoặc là có nhiều trường hợp như anh, tôi có tiền, tôi có thể tôi tự. Đúng rồi. Yeah. Đó. Thì thật sự đó thì cái feeling đó là mình mua bảo hiểm phải bị gì mới được đền. Tức là đúng. You have to lose in order to gain. Bảo hiểm rồi. Nhà sẽ bị hư hại. Nhà sập rồi. Thì mấy đền. Xe anh bị đụng xe anh mới được đền. Cái tâm lý. Là, thì chăm sóc dài hạn tức là anh phải bị rồi trước lúc đó ấy. Nhưng mà bây giờ đó thì những cái gì mà mình cần đó, tức là mình đặt câu hỏi là mình có để set aside, để dành đủ tiền để mà cho chăm sóc dài hạn cho chính mình. Hoặc là mình có muốn là sự lựa chọn, tức là mình chọn những người chăm sóc cho mình, hay mình chọn mình ở đâu để chăm sóc. Chứ không phải bị thuộc lệ vào những cái nursing home. Vâng. Hoặc là most likely là mình muốn ở nhà, mình muốn người thân chăm sóc cho mình. Cái đó là ba cái concern mà nên chú ý tới. Mấy chục năm về trước á, những cái bảo hiểm mà long term care đó nó rất là giới hạn, tức là anh phải dùng thôi là anh mất. Tức là you have to use it or lose it. Mà hiện nay đó
trong vòng cái chừng chưa đầy 10 năm nữa, những cái chương trình bảo hiểm mà chăm sóc dài hạn đó rất là phổ biến. Dạ, anh có sự lựa chọn. Đấy. Anh có cái quyền điều khiển, cái control. Yeah. Anh có cái flexibility, tức là anh chuyển dễ dàng. Uh-huh. Đó. Thì những cái chương trình đó, cái sự lựa chọn như thế này, anh có thể anh dùng cái life insurance của anh. Oh. Anh cộng thêm cái LTC rider. Uh-huh. Thì nếu mà anh vào cái trường hợp mà cần cái sự chăm sóc, thì từ cái life insurance sẽ trích ra một số tiền mỗi tháng cho anh xài về cái chi phí chăm sóc dài hạn. Là cái anh chẳng hạn như anh có cái policy nửa triệu, khi mà anh bị bệnh chronic, anh cần cái sự chăm sóc, thì từ nửa triệu đó mỗi tháng nó trả cho anh cái chừng 5-10 ngàn để mà anh chi phí có đó. Lý quá. Đó, nhưng mà anh không phải bắt buộc anh chứng minh bằng cái receipt là ok tôi mướn người hay là tôi đi đây đi đó, anh không phải chứng minh, nó gọi là indemnity. Đó, cái đó là một cái mà khám phá một cái giải pháp để mà sử dụng cái life insurance policy cho cái trường hợp. Nhưng mà life insurance đó là term hay là có loại nào khác đấy? Well, term có một cái công ty nó có cái rider đó. Oh, không? Most likely là tất cả những hãng bảo hiểm ở ngoài ở thị trường đó thì nó là gọi là whole life policy. Whole life insurance. Yeah, thì mới cộng kèm. Anh phải có cái long term care rider, LTC rider kèm trong cái policy đó. Dạ. Hồi xưa đó thì những cái policy anh mua nó hầu hết là không có cái đó, nhưng bây giờ đó là tất có cả những có hay quá. Dạ, tại vì cái nhu cầu của LTC nó đòi rất là nhiều. Nhưng mà cái tăng giá nhiều không anh? Nếu mà anh muốn kèm vào cái đó nó có tăng thêm giá không? Không bị thêm nữa hả? Dạ. Tại vì sao? Anh cứ nghĩ đi, cái life insurance anh đã có rồi, anh cộng vào thay vì bảo hiểm trả anh cái tiền mà đền mà khi em mất. Thí dụ anh người ta dùng cái tiền đền trả từ từ cho cái tiền chi phí cho mỗi nên tháng. Thí dụ vì anh lý do anh chết lúc 90 tuổi đó, thì anh thí dụ anh lãnh 1 triệu đó, thì bây giờ anh lãnh khoảng 400 ngàn, gia đình lãnh 400 ngàn thôi, 600 ngàn đó đã trả vô cái long term. Dạ, thí dụ như vậy. Dạ. Thì nếu mà anh sống dài đúng rồi, quá 100 thì cuối cùng nó cũng phải có một cái floor để mà đền cho hậu sự. Đúng. Tức là mai táng này nọ. Nhưng mà có những cái bảo hiểm họ chỉ bán cho anh đến 80-90 được đó, phải không anh? Nhưng mà sau cái thời gian đó anh vẫn sống thì cái giải đáp thứ hai là anh mua một cái chương trình bảo hiểm nó gọi là link benefit. Thì anh nó như là một cái annuity đó, thì anh bỏ một số tiền rồi anh chẳng hạn 100 ngàn anh sẽ được chừng nửa triệu tiền long term care benefits. Đó, đây thì để khi tuần tới mình sẽ vào những cái chi tiết đó. Mà mình muốn nêu ra đó là có ba cái, thông thường có ba cái nó gọi là myth là một cái niềm tin huyền thoại nhá. Thứ nhất đó là người ta có tin rằng là Medicaid hoặc là Medicare sẽ trả hết cho những chi phí đó. Không đúng, thật sự mà nói Medicare chỉ trả tối đa là 100 ngày. 100 ngày thôi, 100 ngày đúng thôi. Rồi. Sau 20 ngày đầu tiên là free. Yeah. 80 ngày sau là anh phải trả co-payment, mà co-payment rất là lớn. Cái đó là Medicare đó. Đó là Medicare đó. Còn Medicare hoặc Medicaid đó, thì thật sự anh phải qualify, tức là anh tài sản anh không có quá 2 ngàn. Không quá bao nhiêu? 2 ngàn. Medicare thì nó trả 2 ngàn thôi hả? Nhưng khi mà anh được Medicare, anh phải thuộc lại cái vào cái nursing home Medicare nêu ra, chứ anh không có quyền lựa chọn. Mặc dù ok, có thể nó cho anh cái list 1-2 cái gần thành phố anh ở hay gần chỗ anh làm, nhưng mà phải vào cái nursing home chứ không phải anh được cái quyền lựa chọn. Wow. Đó. Cái còn nếu thí dụ, xin lỗi anh, nếu mà tôi đi làm cả đời tôi và sau này tôi có được, tôi đóng thuế đó, vì sau này tôi có cái Medicare, thì cái Medicare nó có đó, có trả thì nó đúng. Nãy mình nói là Medicare nó chỉ trả thế thôi, 100 ngày thôi. Vâng. Sau đó là do. Cho nên những tiền để dành. Ồ, mà tiền long term care nó rất là đắt. Đắt lắm. Chứ như cái trường hợp vậy, cái trường hợp của mình đó là thân mẫu của mình bị dementia, nó mất trí nhớ đó, thì vào nó sinh hôn mình đi shop around đó, cái mà trung bình đó đó anh share phòng á, anh share bed đó, nó là 330 đồng một ngày.
Đó, nó không nhận 330 đô một ngày. Mà cũng may đó là tại vì mẹ của mình đó thì tài sản không có bao nhiêu. So we spend down. So she automatically qualify for Medicare. Mà cái nursing home cũng may là gần 5 phút gần nhà mình thôi. Mình chạy thì ít nhất thì chạy tới chạy lui còn chăm sóc và cho cụ được. Thì cái mà cái phần chăm sóc dài hạn đó là bây giờ cái nhu cầu nó rất là lớn. Cái myth thứ hai đó là người ta cứ tin rằng cái long term disability insurance sẽ trả hết. Nhưng mà không đúng. Long term disability chỉ trả cho cái phần income mà anh mất tại vì anh bị disabled. Cái này phiền quá, chúng tôi sẽ còn nhiều thời giờ để hỏi anh thêm nữa. Tôi vẫn chưa có câu trả lời hết tất cả để lựa những cái gì tốt đẹp nhất. Cho nên quý vị cần có một chuyên gia về Long Term Care LTC để lo cho quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc, cứ liên lạc với anh Anthony. Cảm ơn anh. Tuần tới mình lại tiếp tục đề tài này anh nha. Vâng, cảm ơn anh. Xin chào quý vị. Kính chúc quý vị một ngày thật là đẹp, nhất là ngày hôm nay vẫn còn ngày phục sinh. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị lúc 5 giờ chiều nay để gửi đến quý vị phần tin tức trong ngày. Ngay bây giờ giữ nguyên băng tầng 56.7 theo dõi các chương trình thường lệ của Little Sài Gòn TV.